ban đầu khi mà các bạn vào bất cứ một công ty nào thì là cũng có thể sẽ có các cái bộ gọi là các cái file gọi là file ISO. Thì ở cái file ISO này nó sẽ giúp cho chúng ta cái việc mà làm trong một công ty thì sẽ có nhiều người làm với nhau một cùng một bộ hồ sơ, chứ không phải là một mình chúng ta làm một bộ hồ sơ. Thì như vậy để mà thuận tiện trong quá trình làm việc và các bản vẽ nó được hài hòa với nhau, đều giống nhau, thì là các bạn cần phải có một cái bộ ISO thống nhất để sau này ví dụ các bạn là có thể nhờ người khác in hoặc bạn in hồ sơ của người khác nó được dễ dàng. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn đấy là về cái phần layer. Ở phần layer này thì là toàn bộ chúng ta sẽ có những cái layer về layer, tên layer, loại màu sắc, line width là cỡ, kích cỡ nét. Thì sau này các bạn sẽ phải đặt kích cỡ nét của in, kích cỡ nét của cái layer này thì sau này các bạn sử dụng là in bằng nét, loại nét và cái độ scale, lifestyle scale, độ phần trăm của cái skinning này nó sẽ, nếu mà các bạn giảm nó đi thì lúc in ra nó sẽ mờ. Về màu sắc thì các bạn có thể thay đổi theo ý thích của các bạn và cái cách nhìn màu của các bạn, nhưng mà chung quy lại thì các bạn sẽ có những cái layer cơ bản chính như nét trục, nét khuất, nét mảnh, nét thấy, nét cắt, nét cột, vân vân, rất nhiều các layer. Và chúng ta cố gắng làm sao mà cái bảng layer này của chúng ta nó càng ngắn, và tránh sinh ra nhiều layer quá thì trong quá trình làm việc chúng ta quản lý layer nó sẽ rất là khó. Nên các bạn càng giảm thiểu được layer thì bản vẽ của các bạn càng nhẹ và càng tốt. Đây là một số phần về các cái quy định thể hiện bản vẽ, thì là chúng ta sau này sẽ có quy định chung thì là làm việc nó sẽ được thống nhất, bản vẽ nó đều như nhau, ai vẽ cũng như nhau. Nên làm cái lưới trên khu đất này trước khi nghĩ trước khi làm phương án để chúng ta kiểm soát được tỷ lệ của nó, thì là sau này các bạn sẽ vẽ kép thì nó sẽ dễ dàng, nó không bị sai tỷ lệ. Còn nếu mà các bạn cứ vẽ trên giấy theo cái kiểu là vẽ bừa, vẽ không kiểm soát tỷ lệ, thì có thể trên giấy các bạn nghĩ ý ra được thì nó cũng thấy nó hay hay, nhưng mà lúc đưa vào kép thì các bạn sẽ sửa lại, nó rất là vất vả mà nó không đúng tỷ lệ, cuối cùng lại có khi là sai, cái phương án đấy không thể không khả thi. Thì đấy là cái cách làm. Và đầu tiên để mà nghĩ một cái phương án bất cứ một công trình nào thôi thì là các bạn nên nghĩ cái đầu tiên, các bạn phải thiết kế và bố trí làm sao được cái khu vực thang, khu vực kỹ thuật đấy, và cái đường giao thông làm sao cho mà nó hợp lý và nó tiện nghi nhất, tiện lợi nhất. Thì đầu tiên các bạn phải quan tâm đến bất cứ một công trình nào thôi thì các bạn phải quan tâm đến cái vấn đề là về thang, tức là về giao thông thang, và về kỹ thuật, tức là khu kỹ thuật, khu thang này sẽ ở nằm chung một khu vực đấy, gần sát nhau và nằm thường. Thông thường trong một cái công trình thì là khu vực thang và khu vực kỹ thuật sẽ nằm cạnh nhau, nên các bạn sẽ phải quan tâm đến cái việc mà bố trí thang ở khu vực kỹ thuật. Thông thường các bạn sẽ dùng cái lệnh offset, tức là các bạn offset cái trục này ra 110 để các bạn vẽ tường và vẽ vách. Này, offset 110. Phim các bạn bo góc nó lại, các bạn chọn nó để đưa nó về layer mặt cắt. Và làm như vậy nếu mà một cái công trình mà nó có nhiều vách nhiều tường thì các bạn sẽ làm rất là vất vả, rất là lâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh mline, để vẽ cái đường này. Đầu tiên các bạn để ý cái thiết lập tùy chọn này. G Justification, chọn chế độ Rero, Z Enter,
scale, các bạn cần phải chọn cái độ dày của cái hai cái đường song song thì scale S, enter. Các bạn nhập kích thước đường 220, enter. Bây giờ bắt đầu vẽ C, kết thúc. Mà lại tiếp, các bạn vẽ cái đường vách này chẳng hạn. Đấy, sau khi các bạn đã có cái đường, những cái vách, cái tường này thì các bạn x nó đi. Thì như vậy chúng ta mới bắt đầu sử dụng được nó, đưa nó về nét cắt. Và chúng ta chỉ làm độc lập, làm việc độc lập lấy ISO. Các bạn làm việc độc lập với một layer này thôi, cho nó dễ. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta nên vẽ, đấy là cái thang, cái thang để chúng ta biết được cái vị trí của cái thang offset. Thông thường thì cái thang nó sẽ có bản rộng của nó là khoảng 950. Bây giờ thang nhà dân hay dùng là 950. Còn thang của nhà công cộng sẽ có bản thang từ 1,2 m đến 1,4 m. Ví dụ như mình vẽ một cái thang, nó có cái thang chữ U. Bậc rộng, rộng bậc sẽ là 250. Bậc nhà công cộng sẽ thông thường sẽ rộng là 300 và cao là 150. Còn bậc nhà dân thì thông thường sẽ cao từ 170 đến 190 là cao nhất rồi. Các bạn không nên làm bậc cao quá 190, 190 đã là cao rồi. Thông thường các bạn chỉ làm 170, 180 là vừa, là đẹp. Và bậc rộng sẽ là 250, cao bậc sẽ là 170 đến 180. Các bạn vẽ RT, một cái tay vịn. Tay vịn thông thường sẽ rộng là 60. Các bạn offset ra ngoài này thì có nghĩa là cái tay vịn này sẽ nằm trên cái bậc thang này. Còn nếu các bạn offset ra bên ngoài này thì có nghĩa là cái tay vịn này sẽ nằm bám bên hông của thang. Đấy, tùy cái cách thiết kế của các bạn mà các bạn vẽ cái việc tay vịn nó ở đâu. Chúng ta đưa toàn bộ cái này về nét thấy. Trim. Số bậc này thì do các bạn quyết định. Thì thông thường thì các bạn cứ lấy chiều cao của tầng, tức là thông thường thì từ tầng 1 lên tầng 2 sẽ là cao khoảng 3,6 m nếu một nhà bình thường, và tầng 2 lên tầng 3 thì sẽ là cao 3,3 m. Tầng trên cùng, tầng tum, những cái tầng tum tầng mái thì chúng ta thông thường chúng ta chỉ cần 3 m. Còn những cái nhà mà có thông tầng ở dưới tầng 1 thì các bạn có thể làm là cao từ 4,5 m đến 5 m. Đấy là tùy thuộc vào cái thiết kế của các bạn. Cái số bậc này thì ở tầng 1 các bạn muốn làm bao nhiêu bậc cũng được, miễn là nó phải chia hết 4 dư 1 hoặc dư 3. Nhưng mà thông thường thì sẽ là chia hết 4 dư 1 sẽ đẹp. Đấy là theo phong thủy. Còn lên tầng 2, tầng 3 thì các bạn không cần quan tâm, kể cả chia hết 4 dư 0 cũng được, không sao. Lên tầng từ nhưng mà tổng số bậc ở trong một cái nhà nhà dân thôi, chứ còn các cái công trình công cộng thì các bạn không phải quan tâm đến cái số bậc này nhiều lắm. Các bạn miễn làm sao mà đáp ứng đủ là cao 100 bậc, rộng 300 và cao 150. Còn ở nhà dân thì nó hay có phong thủy thì các bạn sẽ là tổng số bậc trong nhà sẽ lại chia hết 4 dư 1. Tức là từ tầng 1 lên tầng 2 sẽ là chia hết 4 dư 1. Tầng 2 lên tầng 3 thì bao nhiêu cũng được. Nhưng mà tổng số bậc trong nhà thì sẽ lại phải chia hết 4 dư 1.
Bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ một cái hướng dẫn lên thang.